Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu tại giải cờ tướng tiền SEA Games diễn ra ngày hôm qua 26 tháng 4 2022 tại vòng 4. Trận đầu tiên thì Vũ Quốc Đạt gặp Hà Văn Tiến, trận thứ hai thì Lại Lý Huynh gặp Nguyễn Quang Nhật và Lại Lý Huynh đấu với Đặng Cô Tùng Lân. Mà bạn xem trận đầu tiên, Vũ Quốc Đạt cầm đội tiên gặp Hà Văn Tiến cầm đèn tấu hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
Tăng Chuyên. Trên đây thì Hà Nhân Tiến đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem trận tiếp theo, Đại Lê Huynh gặp Nguyễn Quang Nhật. Trận này thì Nguyễn Quang Nhật cầm đen thủ hậu, còn Đại Lê Huynh cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
Trên đây thì Nguyễn Quang Vật cảm thấy khó lòng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem tiếp trận thứ ba, Hải Lê Huynh gặp Đặng Cũ Tùng Lân. Trận này thì Hải Lê Huynh ngầm đỏ đi tiên, còn Đặng Cũ Tùng Lân cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức.将军，将军。
将军。将军。Trên đây thì đánh cũ Tùng Lân không chống đỡ nổi nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình giới thiệu video hay nhất, thì mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Chào các bạn ở video sau.